Hãy nhớ kỹ, không dễ ai cho không ai, cái gì thành công đều do cố gắng của chính mình. Có lẽ bạn đã từng nghe câu, không ai cho không ai cái gì cả. Và quả thực, đó là một chân lý không thể phủ nhận trong cuộc sống. Chúng ta thường mơ mộng về thành công nhanh chóng, về những cơ hội bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, hay về việc ai đó sẽ xuất hiện và trao cho ta mọi thứ. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu bạn mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, một sự nghiệp thành công, hay bất cứ thành quả nào đáng giá, bạn sẽ phải tự mình nỗ lực. Thành công không hề dễ dàng và chắc chắn không đến từ sự giúp đỡ mà không có cái giá nào phải trả. Dẫu vậy, điều này không có nghĩa rằng bạn không thể thành công, mà ngược lại, bạn hoàn toàn có thể nếu biết cố gắng và kiên trì. Đời này, có lẽ điều duy nhất chúng ta có thể dựa vào mãi mãi chính là bản thân mình. Sự cố gắng, kiên trì và không ngừng học hỏi sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Những bài học này đến từ chính cuộc sống hàng ngày, từ những con người đã đạt được điều mà họ khao khát nhờ vào sự nỗ lực bền bỉ của mình. Thành công không bao giờ là điều đến dễ dàng và cũng không phải là thứ ai đó có thể trao tặng cho bạn. Để đạt được bất cứ điều gì có giá trị, bạn phải biết tự lực và không ngừng cố gắng. Khi bạn kiên trì vượt qua những thử thách, bạn sẽ hiểu rằng không có gì trên đời này là miễn phí. Người thành công là người biết học hỏi từ những thất bại, luôn duy trì động lực từ bên trong và không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Tất cả những gì bạn cần là sự quyết tâm và ý chí sắt đá để bước qua những khó khăn trong cuộc sống. Chính những lần tự vượt qua thử thách đó sẽ giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thành công là cả một hành trình dài và điều quan trọng nhất chính là cách bạn bước đi trên hành trình ấy. Hãy luôn nhớ rằng, không ai cho không ai điều gì và chỉ khi bạn nỗ lực không ngừng, bạn mới có thể đạt được những gì mình mong muốn. Hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công qua bài viết dưới đây. Những yếu tố này, từ việc tự lực cánh sinh, kiên trì, tự học hỏi, đến việc xây dựng động lực và kiên định với mục tiêu, tất cả đều đóng vai trò quyết định trong hành trình chinh phục ước mơ. Sự cố gắng là gì? Nó không phải là một điều gì đó mơ hồ hay xa vời. Đơn giản, cố gắng là sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được điều mình mong muốn. Có những người sinh ra với nhiều điều kiện thuận lợi hơn, nhưng nếu họ không biết tận dụng và cố gắng, thì thành công cũng sẽ không đến. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng có công mài sắt, có ngày nên kim, và câu nói đó luôn đúng. Thành công không bao giờ đến một cách ngẫu nhiên hay từ sự may mắn. Để thành công, bạn cần phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực và kiên trì qua nhiều thử thách. Chẳng hạn, Bill Gates, người sáng lập Microsoft, đã từng bỏ dở việc học tại Harvard để theo đuổi đam mê về công nghệ. Tuy nhiên, để có được thành công như ngày hôm nay, ông đã trải qua hàng ngàn giờ làm việc cật lực, thử nghiệm và cả thất bại. Thành công đòi hỏi sự cố gắng liên tục, không bao giờ bỏ cuộc dù gặp phải khó khăn. Chúng ta có thể lấy Elon Musk làm ví dụ điển hình. Ông đã nhiều lần thất bại trong các dự án của mình, từ Tesla đến SpaceX, nhưng nhờ sự kiên trì và không từ bỏ, cuối cùng ông đã tạo dựng nên đế chế của mình trong ngành công nghệ và hàng không vũ trụ. Tự lực cánh sinh là một kỹ năng quan trọng mà mỗi chúng ta cần phải rèn luyện. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng và chúng ta không thể lúc nào cũng trông cậy vào người khác. Chỉ khi tự mình đối diện và vượt qua thử thách, chúng ta mới thực sự mạnh mẽ và trưởng thành. Những người thành công đều hiểu rằng không ai giúp họ nhiều bằng chính họ. Chắc hẳn ai cũng đã từng cảm nhận được sự bất lực khi phải dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Nhờ người khác giúp đỡ có thể giúp bạn vượt qua khó khăn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, việc đó không bao giờ là bền vững. Bạn sẽ không thể kiểm soát được cuộc sống của mình nếu luôn trông đợi vào người khác. Tự lực giúp bạn trưởng thành hơn. Những người như Steve Jobs, người sáng lập Apple, đã từng phải tự mình đối mặt với vô số khó khăn từ khi còn trẻ. Jobs bị sa thải khỏi chính công ty do mình sáng lập, nhưng ông không từ bỏ mà tiếp tục tạo dựng lại từ đầu. Chính nhờ sự tự lực, Jobs đã đưa Apple trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Sự thật là không ai cho không ai cái gì. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ, nhưng hầu hết mọi sự giúp đỡ đều có cái giá của nó. Không phải lúc nào cũng là tiền bạc, mà đôi khi đó có thể là thời gian, sự tự do hay thậm chí là lòng tự trọng. Chúng ta nên cẩn trọng với những cơ hội vàng quá dễ dàng, vì đằng sau chúng thường ẩn chứa những cái giá mà chúng ta không lường trước. Lấy ví dụ từ câu chuyện của Mark Cuban, một doanh nhân nổi tiếng của Mỹ. Trước khi trở thành tỷ phú, ông đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau, từ pha chế đến bán phần mềm, để có thể tích lũy đủ kinh nghiệm và vốn. Mark Cuban đã nói rằng ông không bao giờ nhận bất cứ điều gì miễn phí, bởi vì điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và mất đi động lực để nỗ lực. Những ai dễ dàng nhận sự giúp đỡ mà không làm gì để đền đáp thường không thể phát triển lâu dài. Họ sẽ trở nên phụ thuộc và không thể tự mình đứng vững. Thành công thực sự chỉ đến khi bạn dám từ chối những điều dễ dàng và tập trung vào sự nỗ lực của chính mình. Kiên trì và kỷ luật là hai yếu tố không thể thiếu trên con đường thành công. Bạn có thể có tài năng, có khát khao, nhưng nếu thiếu đi sự kiên trì, mọi thứ sẽ tan biến trong chớp mắt. Cố gắng không phải là làm việc cật lực một lần rồi nghỉ ngơi, mà là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn. Kỷ luật là điều giúp bạn đi đúng hướng, giúp bạn tiếp tục nỗ lực dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi hay thất bại. Kobe Bryant, huyền thoại bóng rổ của NBA, là một ví dụ tiêu biểu cho việc kiên trì và kỷ luật. Ông luôn là người đầu tiên đến sân tập và là người cuối cùng rời đi, ngay cả khi ông đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chính nhờ sự kiên trì và kỷ luật, Kobe đã vượt qua vô vàn thử thách để chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. Thành công không chỉ là việc bạn làm việc chăm chỉ mà còn phải biết cách học hỏi và cải thiện bản thân mỗi ngày. Không ai có thể thành công mà không học hỏi từ thất bại và từ những người đi trước. Mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để bạn rút kinh nghiệm, điều chỉnh và làm tốt hơn vào lần sau. Một ví dụ tiêu biểu về sự học hỏi không ngừng là Oprah Winfrey. Từ một cô gái nghèo khó, Oprah đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một trong những nữ hoàng truyền thông quyền lực nhất thế giới. Thành công của Oprah không đến chỉ từ tài năng mà còn từ sự học hỏi không ngừng, từ việc lắng nghe và cải thiện bản thân qua từng ngày. Động lực nội tại là yếu tố giúp bạn duy trì sự cố gắng trong thời gian dài. Bạn có thể bắt đầu với sự hứng khởi, nhưng sẽ có những ngày bạn không muốn tiếp tục. Đó là lúc động lực bên trong trở nên quan trọng. Nó không đến từ những lời khen ngợi hay thành công tức thời, mà từ sự đam mê và lòng quyết tâm muốn đạt được mục tiêu. Lấy ví dụ từ Walt Disney, người sáng lập Disney. Ông đã từng bị từ chối rất nhiều lần trước khi thành công. Nhưng động lực nội tại, lòng đam mê với việc tạo ra niềm vui cho trẻ em và sự kiên định đã giúp ông không từ bỏ, và cuối cùng ông đã tạo ra một trong những đế chế giải trí lớn nhất thế giới. Cuối cùng, sự kiên định với mục tiêu là yếu tố quyết định giúp bạn đi đến đích. Có rất nhiều người bắt đầu với sự hào hứng, nhưng chỉ những người kiên định mới có thể duy trì và đạt được mục tiêu của mình. Khi bạn đã xác định rõ ràng điều mình muốn, hãy luôn giữ niềm tin và không bao giờ bỏ cuộc. Một ví dụ nổi bật là J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter. Trước khi thành công, bà đã từng bị từ chối hàng chục lần bởi các nhà xuất bản. Nhưng nhờ sự kiên định với mục tiêu, Rowling đã vượt qua những lời từ chối và trở thành một trong những tác giả thành công nhất mọi thời đại. Khi nhìn lại hành trình để đạt đến thành công, một điều rõ ràng là mọi thành quả đều đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Bài học lớn nhất mà chúng ta có thể rút ra là không có gì trên đời này đến dễ dàng hay miễn phí. Thành công không phải là món quà mà ai đó có thể tặng cho bạn, nó là kết quả của những ngày tháng kiên trì, sự học hỏi liên tục và lòng quyết tâm không lùi bước. Thành công không chỉ nằm ở đích đến mà còn là cả hành trình mà bạn đã trải qua. Nó đòi hỏi sự tự lực, kỷ luật và động lực từ bên trong. Mỗi lần vấp ngã là một bài học quý giá, giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất là bạn không ngừng cố gắng, không từ bỏ ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Ý nghĩa của thành công không chỉ là sự giàu có hay danh tiếng. Nó còn nằm ở cảm giác tự hào khi biết rằng mọi thành quả bạn đạt được là nhờ chính sự cố gắng của mình. Sự kiên định, lòng kiên trì và khả năng tự học hỏi sẽ giúp bạn không chỉ đạt được những mục tiêu lớn mà còn làm chủ cuộc sống của mình. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc sống là một chuỗi những thử thách và thành công sẽ thuộc về những ai biết tự lực vượt qua mọi khó khăn. Thành công không đến từ sự may mắn hay cơ hội ngẫu nhiên, mà là từ chính sự nỗ lực bền bỉ của mỗi người. Khi bạn hiểu và chấp nhận rằng không ai cho không ai điều gì, bạn sẽ tìm thấy động lực mạnh mẽ để phấn đấu vì một tương lai mà mình tạo nên. Tóm lại, thành công không phải là điều đến dễ dàng hay miễn phí. Để có được thành công, chúng ta phải biết cố gắng, kiên trì và tự lực cánh sinh. Đừng trông chờ vào sự giúp đỡ hay may mắn, mà hãy tự mình nỗ lực từng ngày. Thành công chỉ đến với những ai kiên định với mục tiêu, biết tự học hỏi và duy trì động lực nội tại. Hãy nhớ rằng, không ai cho không ai điều gì và thành công đích thực phải xuất phát từ chính sự cố gắng của bản thân bạn.